Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh giai đoạn 2016-2021. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Dương Đình Liễu chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. 5 năm qua, thông qua thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đã góp phần tích cực trong việc xây dựng và làm thay đổi diện mạo nông thôn của cả nước. Đặc biệt thông qua công tác tuyên truyền vận động, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân, từ đó phát huy được nội lực thúc đẩy sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị các cấp tham gia xây dựng nông thôn mới. Ngày càng có nhiều các chương trình, dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và các chính sách hỗ trợ nông dân ngày càng hiệu quả, chất lượng, đáp ứng được mong đợi của nhân dân. Thời gian tới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thông qua các phong trào, các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và công tác giảm nghèo bền vững, tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội phát triển nông thôn theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống văn hóa ở nông thôn, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.